Vâng, xin chào anh Hậu ở Gia Lai và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em sẽ làm một cái video test hàng cho anh Hậu ở Gia Lai. Ở đây là một mạch khuếch đại công suất 1000W mono, không kèm nguồn. Mạch này là mạch khuếch đại công suất Class D. Nó sử dụng nguồn cộng trừ 60V cho đến cộng trừ 80V. Và hiện tại như các bạn đang thấy ở đây, mạch được khuếch đại âm thanh bằng hai con MOSFET IRFP 4227. Và hiện tại em đang đấu vào hai chiếc loa bát 30 để test hàng cho anh. Đầu vào thì em sẽ lấy từ cái mạch tăng áp này đưa vào đây. Đó là đầu vào nguồn chính. Còn nguồn phụ thì em sẽ lấy ngay ở cái chân dương là chân giữa của mạch tăng áp, còn chân âm em lấy chân thư ở ngoài cùng. Đó, âm dương của mình 12V. Âm thanh thì em lấy từ cái mạch thu nguồn tút nằm ở kia. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ test hàng cho anh. Bây giờ em sẽ rút nguồn ra, cái rô le nó sẽ tự đóng. Rồi, cấp nguồn vào. Rồi, ok, dây rô le đã đóng. Bây giờ chúng ta sẽ bật nhạc lên để test hàng cho anh nhé. Ok, như vậy là tất cả chức năng của mạch ngày hôm nay em test hàng cho anh đều hoạt động rất là tốt. Bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm này để gửi hàng cho anh. Cách kết nối cái mạch này nó cực kỳ là đơn giản thôi. Hiện tại ở đây mạch nguồn nó đang sáng này, điện áp nó đang rất cao. Bây giờ chúng ta phải chờ nó xả hết nguồn đi thì mới có thể tháo đây được, tránh nó bị chập. Chờ một lúc thì cái này nó sẽ, các cái nguồn điện nó đang tích ở trong cái tụ này, nó xả hết đi đã, rồi chúng ta mới có thể tháo ra được. Em lấy hai cái chân của mỏ hàn nhé, hai cái chân ổ cắm của mỏ hàn, cho nó xả hết đi.
Điện áp của nó đối xứng là 80V thì hai đầu ngoài cùng của nó là 160V. Điện áp khá là cao đó các bạn ạ. Rồi, như vậy là gần hết rồi. Bây giờ em sẽ tháo ra và đánh dấu ký hiệu để gửi hàng cho anh nhé. Mạch này đi cùng với mạch lại mạch tăng áp thì chúng ta có thể sử dụng để chế làm cái khối khuếch đại công suất cho mạch loa kéo. Thì ở đây cái mạch này nó khuếch đại lên công suất thực là 1500W. Đây các bạn chỉ cần nhìn vào cái cuộn biến áp của nó là biết thôi, biến áp xung. Đây, một đầu ra của nó bao gồm 6 sợi. Đầu vào của nó thì cực to luôn. 1500W. Công suất thực thì các bạn có thể kết nối được với hai cái mạch công suất như thế này. Có nghĩa là cùng một cái mạch nguồn này các bạn có thể chạy được hai mạch công suất. Trên đây là dấu ký hiệu sản phẩm của anh. Xin cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Chào tạm biệt.